chào chào Kenby. Thì hôm nay thì bên đài truyền hình cũng là biết được là bạn đang làm sản phẩm, nên cho một vài phóng viên anh em đến đây để mà ghi lại hình ảnh, chụp hình ảnh. Không biết là ngày hôm nay là sản phẩm của mình là quay trong bao lâu ha Ken ha? Dự kiến là phải 2-3 ngày, nhưng mà đang gói ghém lại vì đang dịch cho nên sợ cách ly. Gói ghém lại với MV thì có rất là nhiều cảnh quay và đặc biệt, nhưng mà sẽ gấp rút nó rút trong một thời gian một ngày và ra thật sớm để cho mọi người cùng thưởng thức cái MV mà Ken và Nghi Phương đã cố gắng bỏ với cô nhiều chất xám ra cho bản thân hai đứa và dành tặng cho nước Việt Nam của chúng ta để cố gắng chống dịch Corona trong mùa này. Ok. Rồi bạn có tiết lộ đôi chút gì về một cảnh quay ở đây không? Cường thấy cũng rất là đặc biệt nè. Cảnh quay thì cây nhà lá vườn thôi. Rất là đặc biệt. Cũng có rất là nhiều cảnh quay rất là bạo. Và bất ngờ, nhưng mà thôi cứ để mọi người phải bất ngờ hơn khi hoàn thiện MV, mọi người sẽ bất ngờ hơn, chứ còn tiết lộ ra thì không còn cái gì để mà hay nữa phải không ạ? Ok, cảm ơn Kenby nha. Rồi chúng ta hãy đến xem coi cảnh quay như thế nào nha. Đây có vẻ như là một cái cảnh của lại sắc sống nha, sắc sống zombie. Rất là đầu tư nha cả nhà, cực kỳ đầu tư luôn. Zombie mà đẹp quá vậy, trời ơi chết người. Quá ok. Đây là một trong những cái cảnh quay rất là đặc sắc. Ờ đúng rồi, cho khói lên đi. Cái này Long là chuyên nghiệp luôn á, bỏ khỏi những cái là khối không luôn Long. Đó, đúng rồi. Nắng lên đi, bay che suốt như vậy nè, chuẩn bị nắng lên nè. Nhìn như vậy 3, 2, 1 diễn. Cắt. Đây là có diễn viên bất đắc dĩ trong lúc quay phim. Đây. Giống kìa, đội nón giống cơ bò kìa. Quýnh đó. Ở nhà thấy không, trong lúc đang quay phim thì có diễn viên quần chúng tới bất đắc dĩ thôi. Đấy. Thơm ghê á. Hỏi bạn tên gì rồi nè. Người đẹp ơi, quay qua cái người đẹp ơi. Quay cái mặt cái lên phía hậu trường nè. Trời ơi, cái lấy cái mặt thôi. Chứ lát cũng lên hình nè. Đây. Là giống chú thể của lời chú thể của anh Kobe à. Máy gì đâu.
Rồi ok. Rồi, máy chạy. Diễn. Đúng rồi. Cứ tiếp tục đi, không sao. Ok, cắt. Bỏ dép không vậy? Hay mang dép vậy? Thôi cả nhà nha, chuẩn bị nha. Tranh thủ nha. Cảnh quay rất là kinh dị. Cái họ này họ gì đây mà ngồi cười đây? Họ gì? Khai báo. Đây. Bà này bà nào đây? Trời ơi, gì đâu mà zombie. Đẹp trai, xinh gái không à, sao chịu nổi thì không biết nữa. Bây giờ lại coi ông này ông làm gì đây nè. Thánh gì nè. Rồi cắt. Hồi xưa em nói là anh khùng bỏ anh đúng không? Bây giờ anh khùng hơn nữa nè. Đây, gia đình tôi. Sau một buổi quay vất vả, đang ngồi quay quần với nhau ăn cơm. Múc nguyên một cái nồi kho lên em, còn không? Đồ ăn gì đem lên hết đi. Ây. Long đâu? Long ăn hả? Dạ. Ủa, em ăn cơm hả? À, ăn nổi, nãy rồi không? Dạ. Ủa, nãy trứng nhiều lắm ta, múc thêm cái dạng. Thịt kho nhiều lắm hả? Trứng của em á. Đây là chiến trường. Có âm thanh không? Sao tự nhiên bình thường xài không? Ừ, vui lắm. Từ nãy em đi rồi, la liệt. Rồi hai bạn chuẩn bị nha, hai bạn chuẩn bị diễn nha. Ở đâu cũng được.
lấy. Đừng nhìn má nha. Ôi. Ôi. Cái gì chứ bị? 3, 2, 1, chạy. Dừng. Rồi đi xuống. Y như nãy set up. Rồi leo xuống gãy rồi. Rồi, đang nằm hắn lên luôn. Trái cây ở trong nhà thì không chịu ăn. Nè, đi ra ngoài đồng quá. Ăn ơi sao? Nó cứ bò, có bò rồi mới chịu ăn nè. Chịu nổi không? Y như quay phim đám cưới vậy má ơi kìa. Thấy không, thấy không, thế tình luôn á, không biết cái gì đủ thể loại hết đây. Đây, phía xa xa lên coi thấy không? Ông làm này cái mình cắt ra. Che dù lên trên để thấy. Cắt hình ra cái 11 mình là bán cho cái anh bên dưới. Ừ, hai đứa ngồi xa xa đi là. Lên trên giống vậy nè. Giờ thẳng lên. Lên 11. Thẳng cao cao lên nha. Rồi ngồi ngay đi nghiêm chỉnh mình nhìn thẳng ra bất kỳ xuống. Được lên lên khung luôn. Dính mấy cục đá không vậy? Không phải. Nói lên khung là hiểu rồi, nói cái gì vậy không? Dán bớt tóc ra để dán bớt tóc ngực cho nó sexy ra. Ừ. Đây là buổi ốp máy, ốp máy. Đây. Giờ quay cuối cùng của lại ekip. Ở bên hông iPhone nó có cái nước á, bật xuống. Ai có cái nước. Đây là sau khi buổi ốp đòn, ốp máy. Đây là tất cả những thành viên ekip trong đoàn Nam ơi. Đi quay. Đó một nói chung là hai ngày quay rất là tốt đẹp. Đây cả nhà nhìn thấy không, một gương mặt rất là bơ phờ của mấy anh em gì kỳ á, vui vui lên coi. Trời ơi, ơi ơi gì kỳ vậy trời. Đây đây đây, đây 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 đây. 1, 2, 3. Yeah.